Tôn thôn Thiên Hạ, chương 55. Huynh ấy bây giờ đang ở đâu? Ngươi lên cơn gì vậy? Lưu Sư Huynh làm sao vậy? Đệ và đoạn Sư Huynh có thù gì sao? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ lấy phổ thăng môn phái làm trọng, không cần phân tâm. Không, không có gì. Đợi gặp được huynh ấy, lại điều tra rõ chuyện này. Các thí sinh xin chú ý. Cuộc thi tiến hành đến này còn lại 15 môn phái. Hiện công bố chi tiết các đội như sau. Đây là lần đầu tiên công bố tin tức Hà Tự tại giáo, thần trì hội còn lại 4 người, tổng điểm 44. Quỷ sát tông còn lại 4 người, tổng điểm 35. Quỷ khu thần vật môn còn lại 4 người, tổng điểm 27. Huyền Thanh Cư còn lại 4 người, tổng 26 điểm. Huynh Nha Lợi, Thảo Phái còn lại 4 người, tổng điểm 21. Lăng Tiêu Các còn lại 4 người, tổng điểm 20. Ta Cổ Giáo còn lại 3 người, tổng điểm 17. Thú Hoàng Minh còn lại 4 người, tổng điểm 16. Nghịch Thiên Phú, Địch Thần Điên còn lại 4 người, tổng điểm 11. Đồ Đằng Bộ Lạc còn lại 2 người, tổng điểm 9. Vạn Cổ Môn còn lại 2 người, tổng điểm 6. Bạch Mộ Trai còn lại 1 người, tổng điểm 4. Mãnh Hổ Hội còn lại 2 người, tổng điểm 4 điểm. Độc Tôn Phái còn lại 1 người, tổng điểm 1 điểm. Hồng Loan Lâu còn lại 1 người, tổng 0 điểm. À, Môn Phái của mình chỉ còn lại mình mình ư thi đấu nguy hiểm như vậy cô lại không có nhu cầu phổ cấp tôi khuyên cô đừng mơ phụ tâm hán tóc trắng sao ngươi có bốn điểm sắp xếp chót rồi hừ tên nhóc nhà ngươi điểm số của ta đều chia cho đồng đội kết quả bọn họ nhận thua rồi nếu không ta đã top 3 rồi lăng tiêu các đứng thứ sáu chúng ta phải cố gắng hơn nữa chúng ta thảo luận sách lược giai đoạn 2 đi Chết đảo còn lại 200 viên bảo tử muốn tiếp tục đuổi điểm số, chúng ta đứng trước hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục đi thu thập vào tử. Nhưng liên minh công bố quy tắc tranh đoạt bây giờ chia ra hành động rất nguy hiểm, không ổn. Hơn nữa, số bảo tử còn lại không nhiều. Phân bố thừa thớt sẽ hạ thấp tỷ lệ có được điểm số rất nhiều. Ai ra, phân tích nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp chọn cách thứ hai đi, tôi nói thôi thay cho. Lợi dụng quy tắc mới của liên minh đi tranh đoạt điểm số của người khác. Tôi không đồng ý. Tóc trắng lẫn vào trong đội của chúng ta, tôi rất không yên tâm. Tiểu tử thối, cậu có ý gì? Hắn ta có thể lừa chúng ta một lần, bây giờ điểm số lại thấp vì lợi ích. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Mẹ ơi, cậu thù dai thế, bổn lại ra, mới không phải loại người đó đâu. Hơn nữa, theo quy tắc bây giờ, muốn đoạt được vòng tay không phải là giết người thì là chặt tay. Tôi không ra tay được. Tôi tôi cũng vậy, chúng ta không cần giết người, quá tàn nhẫn. Ai ra, sao lại gặp phải đám thánh nhân các người? Muốn thắng lại không muốn bẩn tay, cái lợi đều chia cho các người hết hả? Vậy các người bây giờ nói xem phải làm thế nào. Nếu như chúng ta chuẩn bị trước một chút, chắc có thể đoạt được điểm số mà không cần chấm giết. Ồ, cần làm như thế nào? Bộ đằng lạc còn lại hai người, tổng điểm 9. Bảo tử ở đây mật độ dày quá. Còn chưa có người phát hiện. Chúng ta có cơ hội rồi. Ông trời không tuyệt đồ đằng bộ lạc chúng ta mà. Ba viên ở cùng một chỗ, phát tài rồi. Nhanh! Nhân lúc chưa có người đến. Thiết đầu, Nhật viên bảo tử kia lại đây, nhanh lên. Thực quạng tích, tương phẩm, chiến tướng, lớp yêu thú, hệ thú, tộc thần lằn thuộc tính phụ hệ quạng, g Thành công rồi, làm tốt lắm. Lấy được 3 điểm. Thứ hạng lại được nâng lên một hạng rồi. Đây là cái gì? Là bảo tử, giả, giao bạch mục nhĩ, tạo ra, mục đích là dẫn dụ các người đến. À, đây là đồ đằng bộ lạc à, vừa đủ 9 điểm đấy kiều méo mỹ vị đến tay chiến thôi nào không ổn có mai phục ứng chiến chu cức lang phẩm tướng chiến tướng lớp yêu thú hệ thú lang tộc thuộc chính phụ đẳng hệ trung linh kỳ cấp 1. tông hùng phẩm tướng chiến tướng lớp yêu thú hệ thú hùng tộc trúc linh kỳ cấp 3. Phập